bí mật thông tin mà ai cũng biết trừ bạn. No. No. Sau rất là nhiều những cái comment của khách hàng, ôi trời ơi, có gói cước nào gán mà giữ nguyên được số điện thoại khách đang dùng hay không, em rất đau nhói ở trong tim khi phải trả lời khách hàng rằng không có gói nào. Em đã tự tin nở một nụ cười là có gói cước để gán cho khách của nhà mạng Mobifone rồi mọi người nhá. 12G100 gói cước 1 năm, ngay cả 6G100 gói cước nửa năm cũng đã có mặt tại sim Phước Hòa Vân nhà em rồi mọi người nhá. Và nói thật với mọi người, 2 tuần nay khách nhà em lấy cực kỳ gói cước này nhiều, bởi vì em nó có một cái đặc sắc ở chỗ là gán được giữ nguyên số điện thoại mà khách đang dùng dành sẵn cho sim Mobifone. Còn mọi người vẫn yên tâm, nếu mà khách hàng nào chưa có sim Mobi thì shop vẫn sẽ có gửi đến nhà cho khách một cái sim trắng nào mọi người nhá, để mọi người sử dụng. Ưu đãi thì cực kỳ là tiện lợi, với ưu đãi data mỗi tháng là 100GB tốc độ cao. Hết 100GB tốc độ cao tháng này sang đến tháng tiếp theo lại là 100GB. Đặc biệt gói cước này mọi người dùng cả 1 năm mà giá chỉ có đầu 6 thôi mọi người nhá. Với lại ở gói cước này nữa, nếu khách hàng nào muốn tích thì lắp vào trong điện thoại, không nữa thì lắp vào trong cục phát wifi, đồng hồ thông minh, bot ô tô, camera, tất cả mọi thiết bị trong gia đình mà mọi người đều có thể sử dụng lắp được gói cước này, vừa rẻ vừa tiết kiệm. Chi phí cho gói cước này chỉ một ngày bỏ ra có 2.000 đồng bạc thôi mọi người ạ. Mà đặc biệt ở chỗ là lắp được đầy đủ mọi thiết bị, phát được wifi tầm 2 đến 4 thiết bị, nghe gọi mã sim này mọi người lạc thêm tiền nhá. Mọi người lưu ý cho em này, nhớ nhá, khách nào có sim thì đặt mã là có sim, còn khách hàng nào chưa có sim thì đặt là mã chưa có sim. Em sẽ ghim sản phẩm này ở ngay trong giỏ hàng của shop sim Hà Vân nhà em nhé. Em mời cả nhà yêu mình vào trải nghiệm và tham khảo sử dụng mã này.